hồng. Rồi ngày hôm nay sáng tôi rất là vui đã có một bóng hồng thám tử. Bấy lâu nay toàn là trai không chán quá. Thám tử xinh đẹp. Big Xin chào. Anh không phải trở lại rồi. Anh biết làm gì mà mất tiêu đi bán bún đậu quá hả? Ông đi ngủ. Bận ngủ quá. Ngày nào cũng phải ngủ với dưỡng nhan sắc. Mà giờ này tôi ngủ sớm lắm. 5 giờ sáng mới ngủ. Là đi 5 giờ sáng như vậy. Tôi hiểu. À đi quay phim hả? Hai anh em quay chung mà. Bây giờ anh Hoàng rapper mà ảnh là lực sĩ như vậy, trong khi ảnh còn muốn gục ngã luôn, hỏi gì tới tôi đúng không? Tôi ngủ mấy ngày mấy đêm luôn á. À tôi hiểu rồi. À, okay. Đúng. Nhưng mà hy vọng bạn quay lại bạn vẫn tươi tỉnh chứ hả? Tôi lên rồi. Tôi lên rồi. Lên chưa? Trời ơi, sao dễ lên vậy? Thôi chết lại đẹp rồi lớn đi. Thật ra là các bạn biết không, là Lan Trinh này hôm nay quay lại cũng có lý do. Là biết được là hôm nay là cái số này là có Lincoln quay thì mới chịu là quay trở lại chứ đâu phải. Đúng rồi, Lincoln phải gọi. Thôi ơi, biết mấy số là ngoài cái bà Jo này đúng không? Cái anh Hoàng chán lắm. Rồi mà cách khoa không, không có khoa này. Ê được cái ha, được cái du lịch kỳ thú mình kỳ lắm. Hẳn là cái này là cái là sao anh dành. Bởi vậy không nhờ mình nói xấu mà chị cắt từ đi lâu quá. Thôi người lớn là mình không nên nói xấu, chỉ nên nói xấu Hoàng Bảo thôi. Thôi giờ mình giới thiệu thám tử tiếp đi. Ờ giới thiệu đi. Thôi quay trở lại. Cái bên là thám tử Liên Cơ. Còn bên đây là thám tử anh Hoàng rapper. Và tất cả. Rồi ngày hôm nay là như mọi người biết rồi, mà trận quyết đấu sinh tử cuối cùng đó là giữa cái hành trình giữa Sĩ Thanh Ti Úp và với lại Paolo. Tôi nhớ ra một lý do nữa mà tôi muốn trốn với du lịch kỳ thú gần đây, đó là tại vì coi mấy cái số bạn đi Nhật á, tôi nghe tị quá hả Gato, cảm thấy không có vui lắm trong lòng. Bây giờ mọi người biết nó có hấp dẫn lý thú như thế nào thì bây giờ đầu tiên sẽ chuyển đi của Paolo. Xin mời Paolo. Ác dễ sợ, mày đẩy đi lên đi. Trước để cho mọi người trù dập xong rồi tôn mình lên cái clip của mình như gì. Anh Hoàng nhớ là tuần trước là có cam kết với anh em là sẽ một chuyến rất là tuần trước là do sự can thiệp của đạo diễn thì tôi mới là dở đâu chứ mà tôi nói thì đạo diễn dở dữ vậy hả? Đạo diễn dở lắm. Biết tại sao không? Đạo diễn là bị có thù với tôi bắn đạo diễn mấy phát bầm cổ bởi vì ông thù lắm. Vậy mà bạn vẫn còn được làm chương trình hả? Còn được lắm, tại vì mình quan trọng quá mà. Có thì bây giờ hành trình đây nè, hành trình đây nè. Anh Trinh này sẽ là nổi óc trừng. Anh Trinh này cũng dở hay là hay? Không biết nữa. Trời. Tại vì nó quan trọng là cái bàn tay đạo diễn nhào nặng cái clip nó hay hay dở. Quan trọng là bình chọn của tụi tôi. Tỷ số bây giờ là một đều rồi. Hay mà cho đen thì vẫn thôi. Thì bây giờ nói nhiều cũng vậy thôi đúng không? Coi clip đi. Hào hiểm với nhau. Chơi đi. Hồi nãy là chơi trên cạn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi dưới nước. Đây cũng là một trong những loại hình mà mới lạ ở Việt Nam. Ủa khoan, mới lạ vậy là Paolo biết chơi chưa? Thật ra thì ở bên nước ngoài á, Paolo chưa bao giờ được chơi. Hả? Còn ở Việt Nam thì Paolo đã từng chơi một lần rồi. Nhưng mà lần đó Paolo không có chèo. Thật ra ta không ấy, ta đi tìm người nào biết, ta hỏi. Dạ. Để chơi trên phao này thì trước tiên hai anh chắc bị áo phao giùm em đi ạ. À, mặc áo phao vô. Thay vì lo sợ hãy cứ chèo ở Đà Lạt anh đi một lần đi nào. Hả? Quốc Thác à? Nói hồi gì xưa tôi chơi cái này ở bên Thái á. Mình thì vẫn tự tin cho tới khi mình gặp bà Sô. Xin chào mừng anh chị mình đi chơi thuyền phao. Giờ chơi này mang tính chất mạo hiểm thì mình nhớ bao giờ mình chơi xong mình lên bờ mình hãy cởi áo phao với nó ra nhớ giùm em nha. Thì thuyền của mình sẽ có 4 người thì mình chia đều ra hai bên giùm em. Những anh chị nào mình ngồi bên phải để ý giùm em, chân trái của mình thì sợ không ra an toàn. Sau đó mình ngồi hẳn lên mạng thuyền luôn, cách mình cầm mấy chiều. Tay trái của mình cầm trên đỉnh mái chèo. Dạ. Tay phải mình cầm vào thân mái chèo. Cách chèo của mình cắm sâu mái chèo xuống và kéo ngược ra sau. Người đằng sau nhìn người đằng trước chèo giùm em để chèo cho đều. Còn tránh tay chạy người đằng trước ạ. Thuyền của em là thuyền cao su. Nếu mình không may, mình lúc mình chơi mình va chạm vào đá hay vào cây gì đó, nó sẽ tạo ra một đàn hồi. Những anh chị nào mình ngồi trên thuyền mà không vững hoặc quên sỏi chơi chân vào đai này, mình quên mất thì vô tình mình rớt xuống nước. Thì mình nhớ giùm em, đầu tiên mình tuyệt đối không đưa hai tay lên trời, nhớ cho em nha. Mình đưa hai tay lên trời áo phao sẽ ra khỏi người mình. Nếu mình rơi xuống mà trên tay mình không còn mới chèo nữa, mình dùng động tác như sau: hai tay của mình bắt chèo cổ áo phao, dạ chèo xuống dưới và nằm ngửa người ra. Mình làm sao cho mình đầu mình trôi sau, chân mình trôi trước lòng nước giùm em, để khi gặp đá gặp cây đó mình đạp ra giùm em. Nếu mình rơi xuống mà trên tay mình còn mới chèo, nhớ giùm em, tay của mình còn mới chèo bắt cổ áo phao chèo xuống dưới và nằm ngửa người ra. Nhưng đó là những trường hợp những anh chị nào mình rất xa thuyền và trôi xa. Những anh chị nào mà mình rất gần thuyền, mình nhớ giùm em nha, xung quanh thuyền này sẽ có một dây đai. Dây đai này sẽ cứu hộ của mình.
những anh chị nào mình rất ở gần, mình sẽ dùng tay của mình, dạ, nắm vô, dùng tay nắm vô, dạ. Rồi, ây da, sao chèo mà tạt nước, vô nhau vậy? Ủa sao tới 4, 5 người rồi, sao đông vậy? Ekip rồi, ekip rồi. Yeah. Yeah. Wow, wow, wow. Nay cùng đá giờ đẹp sao? À. Đẹp á. Cái gì cùng đá mới mắc cười. Ngược dòng thôi, ngược dòng thôi. Cái này dưới đá mới vui, nó mới vừa văng ra. Dưỡng này tôi là hết bình tĩnh được rồi đó. À. Đi đâu mình đẩy ra được mà. Rồi sao nữa? Hai bên giấy, chào. Hai bên. Hai bên. Hai ba. Hai ba. Phải chèo. Hai bên chèo. Chèo đi. Chèo đi. Hai mắt. Hai mắt. Hai mắt. Dòng sông trái xiết lái đò chèo. Bây giờ là lúc chúng ta tận hưởng một không gian mà chúng ta rất khó mà có được. Đó chính là chèo thuyền vượt thác. Sao thấy nó lững lờ trôi thế này? Chào con. Chào con. Cú nãy nó mới đụng đá chút xíu mà. Cú đó em cũng khóc tim thiệt. Nó tưởng máy quay ra xuống nước rồi chứ. Để có những cái thước phim đẹp thì các bạn có thể thấy là chúng tôi đánh đổi sự mạo hiểm rất là nhiều. Đây nhờ Google có thể thấy đó. Thấy ông quay phim mình kia không? Đó. Mạo hiểm là mạo hiểm ở chỗ cái máy quay chứ phải ở chỗ ổng đâu. Ổng rất không sao, cái máy quay đó thì có vấn đề. Nếu như mà ai thích bộ môn này mà muốn tập phát triển nâng cao hơn thì trước tiên chúng ta phải tập tập quen ở cái mức là dễ nhất. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta có chỗ này. Mà cao hơn nữa các bạn có thể đi sâu lên bờ rọc rồi có những cái đèo, có những cái thác rất là nhiều. Cho hỏi cái chỗ đằng kia nó rào rào đó là một bậc nước phải không anh? Thì tới động thì phía trước kìa. Có cây đó nha, qua phải nha, qua phải nha. Rồi, rồi nghe lời anh thôi đó. Giờ, giờ chỉ biết nghe lời anh thôi đó. Rồi, tôi thấy nó. Nó tới rồi nè, tới rồi nè anh em ơi. Tới rồi. Lên, kèo đi. Kèo đi. Kèo đi, coi chừng. Coi chừng. Đó, phải gặp thác thì nổi mạo hiểm. Phải kèo. Từ chứ anh phải có cái gì? Đá. Đào đào. Hai bên chèo. Nhanh lên. Hai bên chèo. À, hiểu rồi. Chèo đi. Chèo đi. Mệt quá. Đây có phải là bậc khó nhất chưa anh? Rồi, sắp tới bậc khó nhất rồi nè. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 vô luôn hả, vô luôn hả, vô vô 1. Trời ơi, cảm giác của bạn lần đầu tiên chơi trò này như thế nào? Dĩ nhiên là cảm thấy rất là sướng, rất là đã, rất là phê. Mình cảm giác mình làm chủ một con thuyền vậy đó. Và cảm giác là được hoạt động chung với đồng đội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tới một thử thách. Cũng sẽ là một thử thách ở dưới nước. Nha. Đúng rồi hả? Cho nghỉ nghỉ sao hơi xíu nha. Không có nghỉ gì nữa đó. Vui lắm rồi. Ông ơi, cái dế ông nặng dễ sợ luôn á.
đổi xe kìa. Trời ơi. Đấy. Anh lại lụa đấy. Mày chạy chậm quá vậy. Mày giống như đi ở cửa người xem hoa vậy đó, đi ngồi. Lần đầu tiên lái cano nước à, cái này gọi là mô tô nước hả? Cái này theo thuật ngữ của nó gọi là jet ski. À, jet ski. Thì cũng có thể gọi theo tiếng Việt Nam của chúng ta là mô tô nước. Thì đây cũng là một trong những loại hình thể thao mạo hiểm với nước. Bởi vì thật ra khi mà mỗi lần chúng ta đi tốc độ cao thì cái sóng nó đánh là nhưng mà nó dập đùng 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 đùng. Nhưng mà nếu như chúng ta không khéo về cái khả năng thăng bằng thì chúng ta có thể dễ dàng bị ngã qua một bên và thậm chí là lật thuyền. Nếu như về một cái tốc độ mà cao mà 60-70 km mà chúng ta không khéo, chúng ta bám không chặt thì văng ra khỏi thuyền luôn. Trời ơi, hèn gì lúc nãy thấy sao nó dập dềnh. Tâm cứ nghĩ là giống như xe tay ga trên cạn thôi, nhưng mà nó khó hơn nhiều, giống như là xe lái như vậy mà bạn không có dám chạy nhanh đúng không? Đúng rồi, đâu dám chạy nhanh đâu, chạy chậm chậm từ từ. Thích mạo hiểm chơi quen cái trò này á thì cái vận tốc có nhiều người họ chạy được tới 60-70 và nếu như thuyền mà máy mà mạnh á họ có thể chạy hơn cả 100. Trời, rất là nhanh. Sao nổi trời. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cũng mở rộng được tầm mắt rồi. Ủa đâu ra cây cây này vậy? Thì cái cây này là đặc biệt khi May tới khu du lịch Madagung thì có một hoạt động rất là ý nghĩa, và đây là việc mà chúng ta đang đi làm, đó chính là trồng cây gây rừng. Ồ, nhớ hồi mình học cấp 1 nè, cũng có hoạt động trồng cây nè. Dạ. Hoạt động của mình đã diễn ra trong thời gian bao lâu rồi ạ? Hoạt động này thì cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đúng không ạ? Các bạn từ tay trồng cây của mình và chả biết gọi là cây khắp tên của mình trên đó. Rồi một thời gian sau các bạn có thể đến để xem cái cây của mình nó lớn như thế nào, phát triển thế nào. Điều này có thể ghi nhận ở chúng ta đã tự tay trồng một cái cây tại khu du lịch Malagui, và cũng tập cho bản thân mình khi mà về nhà cũng có thể tự trồng những cái khoảng cây xanh để có thể giúp ích cho làm trong sạch thiên nhiên. Hiểu ý không? Nhớ là về nhà trồng cây nghe không? Còn bây giờ thì tụi em nhà tôi chung cư tầng 2 để coi trồng kiểu gì. Ủa anh ơi, cái này là cây gì vậy? À, cây này cây sao. Cây sao à? Còn cắm sao là này? Nó giống gỗ quý. Ồ, vậy là mình đang trồng một cây gỗ quý. Ủa anh ơi, vậy thì mất bao lâu thì cây sao này sẽ lớn à? Nó tùy theo, có khi 25 cũng có. Cây này thì nó là cây loại cây rừng thì chỉ cần giữ nước ổn định cho nó là được rồi, không cần nhiều lắm. Kéo hết bồn luôn. Ngày giây phút này bà Xuân đang cảm thấy rất là tự hào về vừa làm. Còn May thì nghĩ như thế nào? May thì nghĩ đơn giản thôi, là 20 năm sau nữa sẽ dẫn con mình lại đây. Đây, cây này ngày xưa bố trồng, là hồi xưa nó mọc ở tới dưới đây nè, bây giờ nó lên tới kia rồi kìa, con thấy không? Bự như cây kia kìa. Ra nó rất là ý nghĩa. Mỗi một người trồng một cây, mà cứ cả hàng ngàn người tới đây thì sẽ là hàng ngàn cây được trồng. Thì rừng càng ngày càng sẽ càng dày hơn nữa. Mày thấy mấy cánh rừng xa tích tắp đằng kia không? Nó sẽ được nối lại tới đây luôn. Tao có cảm thấy hối hận về chuyến bắt cóc của Bazo dành cho May không? Là tới bây giờ cảm thấy hài lòng về chuyến đây này. Cảm ơn Bazo. Rồi. Hình ảnh hai cái cây động lại rất là nhiều cảm xúc cho chúng ta. Hai số trước là tại vì lá thư yêu cầu của bạn Lê Anh Hùng là làm mọi cách để thuyết phục bạn May, một người nhát gan, để chơi những trò chơi mạo hiểm. Thì ngày hôm nay qua ba clip thì bà Dô cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ đó. Có một cái điều rất là thú vị ở trong cái số này, như các bạn cũng có thể thấy là
cái hoạt động là trồng cây gây rừng, chúng ta có một cơ hội vừa du lịch nè, vừa làm cái điều ý nghĩa. Nhưng mà tôi thắc mắc cái điều là hai cái trò chơi nãy ba tôi chơi nó là mạo hiểm, tôi không thấy gì mạo hiểm. Lòng sông kiểu dòng sông lơ đãng, đi nó từ từ. Tôi thấy gì nè, là vì những cái trò chơi mạo hiểm nó cũng chia cấp độ. Nếu mà đối với cấp độ của Sĩ Thanh hay là của ba Dô thì ở này là hơi thấp, nhưng mà cái những cái trò chơi này có thể dành cho cả gia đình chơi. Cái anh hướng dẫn viên ở đó cũng nói là một phần là do thời tiết nữa. Ngày hôm đó thì thời tiết nó rất là quang đãng, cho nên là cái tốc độ mà thác suối nó không có cao như mọi khi. Trong cái thời tiết mà gió nhiều thì chắc chắn là cái sự di chuyển nó sẽ nhanh và nó nguy hiểm hơn. Rồi mọi người cho Bizo một tràng pháo tay nè. Rồi bây giờ sẽ tới chuyến hành trình của chị em chúng tôi. Chuyến đi của Sĩ Thanh là tiếp, xin mời tiếp. Là bật mí trước nha. Bật mí hay là rào trước đón sao vậy? Bật mí hay bà rào trước đón sao, nói một câu nè. Bật mí cho mọi người, đây là một cái nơi mà rất thích hợp cho các cặp tình nhân tới. Đi bà con ơi. Đừng có coi. Như giờ sao mình không được đi những cái chuyến này. Ê, bỏ cái tay ra coi. Đó, cái gì mà lợi dụng cơ hội có thể là chương trình du lịch kỳ thú chứ không phải là như cái đèn nha. À, như chị Thanh cũng đã giới thiệu với cả các anh chị thì đúng là đây là một nơi rất là đẹp, và xin mời các anh chị. Đẹp quá, Mỹ ở đâu mà đẹp thế hả chị? Mọi người ơi, mua chế cho chị cái này thôi. Wow, mọi người ơi, Sĩ Thanh với Thi Up đang ở tại công viên ánh sáng Nabana của tỉnh Mie thuộc thành phố Kumana. Đây là một trong những công viên ánh sáng lớn nhất của Nhật, 3 năm liền đứng top 1 và trình diện ánh sáng của Nhật luôn nha. Đặc biệt ở công viên ánh sáng kỳ này, người ta tổ chức 5 tháng cho một năm, là từ giữa tháng 10 cho tới tháng 5 năm sau. Cho nên ở đây rất là nhiều tập trung, rất là nhiều du khách đổ về đây để tham quan. Bây giờ Sĩ Thành và Tiếp Up sẽ cùng nhau đi tham quan ánh sáng muôn màu rất là đẹp. Đi thôi. Công viên ánh sáng hả? Đẹp quá, đẹp lét rồi hả? Đẹp lắm luôn. Trời ơi, đẹp dã man. Trời, anh cứ tốn điện. Thấy chưa, thấy lãng mạn chưa? Người ta xài đẹp lét mà anh Toàn. Lét mà nhiều quá kìa. Cũng điện không bộ. Đây là con đường ánh sáng. Quá chị ơi. Nguyên một cái công viên chứ phải con đường. Vậy là khi mà người ta tới công viên này là chắc chắn người ta phải đi buổi tối đúng không? Đúng rồi. Càng đi càng thấy đẹp. Đẹp quá. Ở đây thiệt là lãng mạn. Tại sao chị phải đi với em nhỉ? Em biết ngay mà, thế nào chị cũng ước là có người yêu chị ở đây. Ôi trời ơi, phải chỉ có người yêu ở đây thì đi hết sảy và bẫy luôn rồi. Biết mà. Những nơi mà mấy bữa nay mình đi toàn là những nơi thích hợp cho tình nhân. Ôi, mọi người ơi, mọi người nhìn bên kia kìa. Đẹp lắm. Trời đảo quá ha. Nó làm thành một dòng sông. Oh my god. Unbelievable. Đèn led trên nước rất là đẹp. Đẹp quá. Đẹp như vậy mà ít ghê. Ủa mà đang mưa hả? Mưa. Lạnh kinh khủng khiếp. Mọi người ơi, chúc mừng mọi người, đó là trình diễn ánh sáng trên nước thì mọi người có thấy ánh sáng ở đây thiết kế giống như một dòng sông đầy ánh sáng, rất là đẹp, trải dài. Ở đây có chiều rộng là 155 mét, còn chiều dài là tới 120 mét lận. Ở đây thì mọi người nghe có âm nhạc rất là du dương, tức là người ta trình diễn ánh sáng theo điệu nhạc. Và ở đây có rất nhiều đôi tình nhân đi ở đằng xa xa kìa chị ơi. Mọi người em biết đi, là người Nhật là cho rằng khi mà mình đứng ở trên đó, trên cầu đúng không? Và nhìn xuống cùng nhau ngắm dòng sông này, dưới là dòng sông ánh sáng sao rất là đẹp. Thì người ta nghĩ là khi mà các đôi tình nhân đứng ở đó thì hạnh phúc sẽ được dài lâu. Em nói nha, em nói nhá. Tiếc là lần này là em đi với cả chị Sĩ Thanh chứ không đi với người yêu em. Mày sao? Em là cái người yêu. Em nói trước, em biết thừa là chị Sĩ Thanh sẽ nói cái câu kia. Ôi. Công nhận chị định nói thiệt. Đẹp quá, đang đứng trên cầu đây nè. Bây giờ chị em mình phải chụp một tấm kỷ niệm. Chắc chắn để rồi. Để cho thám tử nhà ghen tị chơi.
sao? Đẹp quá. Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một địa điểm cũng rất rất là đẹp, đó là hầm ánh sáng. Đi thôi. Ủa, cái chỗ này có bước qua được không? Không đúng không? Không, cái là trên sông mà. Đó, đây là hầm ánh sáng nè. Đâu phải hầm đâu. Chút nữa tới hầm. Ồ, đẹp ý. Đó, đây là hầm ánh sáng nè. Đó, đẹp chưa? Đó. Gì đâu, cậu ánh sáng. Cả nhà ơi, mình đang tới đường hầm ánh sáng. Chị biết không, đường hầm này dài tận 200 mét. Được tạo ra bởi hàng ngàn, hàng triệu đèn led hình bông hoa. Nó có ý nghĩa là nó thắp sáng và sưởi ấm những trái tim. Mùa đông lạnh giá. Mùa đông lạnh giá. Những cặp yêu nhau thì vô đây thôi, rồi tuyệt vời. Lại không tiếp thể rồi, nào mà nói nữa. Không thể nào diễn tả bằng lời mọi người hay tưởng tượng. Không biết ở nhà các thám tử sẽ cảm thấy thế nào. Không biết có ghen tị với hai chị em hay không. Đúng rồi. Tôi mới dậy luôn á, tôi mới ngủ dậy nè. Đẹp kia chứ quên rồi, trời ơi, chưa hết đâu nha. Còn nữa. Bởi vậy em biết cho ba xô đem cái chiếc này ba xô. Thấy bên kia là gì vậy? Ủa cái gì? 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 Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đường hầm luôn. Đường hầm đây màu vàng, kia màu hồng. Mọi người ơi, bên kia còn một đường hầm nữa. Con đường hầm đèn led lớn nhất ở Nhật Bản. Con đường hầm này tới 200 mét và hàng triệu đèn led hình bông hoa. Đẹp khủng khiếp luôn á cả nhà ơi. Ở đây có người yêu ở đây. Ôi, ôi. Trời ơi, đẹp quá đi, đẹp quá đi. Mấy cái ở đẹp quá. Đó lên đấy, nó đổ lên rồi cái này. Nãy giờ chị hai chị em giống như lạc vô xứ sở thần tiên, còn bây giờ đường hầm hoa anh đào. Hoa anh đào là biểu tượng của Nhật Bản. Cho nên là cái đường hầm này mọi người thấy là biểu hiện của hoa anh đào, nó sẽ có ba màu, màu trắng nè, màu hồng nè, màu xanh, nó sẽ thay đổi màu liên tục, giống như là cái hoa anh đào rất là đẹp luôn đó. Trời ơi, mấy cô lên trên ơi. Thì các thường ơi, Quang Bảo ơi, Quang Bảo ơi, đừng có ghen tị nha, chỗ này phải nên tới chung lời trong đời đó, đẹp lắm. Người là gió trong lời lời đẹp trời. Màu xanh rồi nó đổi màu hồng rồi đổi lên màu trắng. Ủa, mọi người ơi, bên chỗ này bắn đèn led vậy mọi người, tôi mua về tôi gắn vô phòng thôi. Đẹp quá, đẹp quá. Chuyển sách rồi. Cảm ơn quà. Chị biết được thì ở đây có tới hơn 100 loài hoa và hơn 12.000 gốc hoa. Đây hoa từ các nơi thế giới người ta thu nhập về đây để trồng. Hoa đẹp quá, đẹp luôn đó, trời ơi hoa. Để xem hoa nào, hoa đặc trưng của Việt Nam. Trời ơi hoa này đẹp kinh khủng khiếp vậy trời. Tại sao lại có hoa nào mà tươi mà nó có thể bự như thế? Đây là hoa mà lần đầu tiên người sẽ thấy nó cảm giác nó bự đến vậy. My God. Ê, em thấy hoa này chắc Việt Nam có nè. Hoa hồng.
nào. Bên cạnh. Dạ, rồi rồi. Cho tôi mặt. Cho tôi mặt đi. Được chưa nào? Sit down here. Hi, sit down. Sit down. Ok, mình lại đây được chụp hình miễn phí. Go sit down. Smile, ok? Ok. Thank you. Buy phone for me, please. Hi. Hey. Thank you. Thank you. Okay. Hi. Hi, phone. Hi, thank you. Chị đâu? Oh, thank you very much for free. Oh. Ở đây người ta còn tặng thêm một cái hả tặng. Wow. Tặng gì? Beautiful. Pizza tặng luôn rồi. Ủa, anh ra tặng Sunny. Quyền hả? Ừ, nó tặng luôn rồi đó. Sau khi được chụp hình thì tiếp với cả chị Sĩ Thanh này còn được tặng cái này for free nữa. Free mà cái này là chanh ba lê rất 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 là đẹp luôn. Rồi hôm nay cảm thấy rất là mãn nhãn. Đi một vòng quanh công viên ánh sáng đây là được biết công viên ánh sáng lớn nhất của Nhật luôn. Không phải riêng tỉnh Nagoya thôi mà lớn nhất của Nhật. Cho nên hai chị em rất là thích thú mì mà. Mong là các du khách để khi đến Nhật Bản chắc chắn là mọi người sẽ phải ghé qua nơi này, không thể bỏ lỡ được, rồi, rất là đẹp. Đúng, để có những trải nghiệm giống như là Sĩ Thanh và Ti Up như vậy, mọi người sẽ không lãng phí một chút thời gian nào hết, rất rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nên đi một địa khác thôi. Yes. Yeah. Tầm sen cũng nhiều ha. Ôi, anh lên mà. Mấy bữa Giáng sinh tôi chơi ở nhà rồi, chán rồi. Chán rồi. Riêng nói thiệt nha, cái vụ mà vườn hoa nói thiệt. Ờ, vườn hoa Nguyễn Huệ cũng có. Không, trong siêu thị mấy chỗ bán hoa giả. Tôi nói cho nghe cái vườn hoa đó, riêng cái vườn hoa đó là có hơn 100 loài hoa và hơn 12.000 gốc hoa ở trên cái khu đó thôi. Tại vì ở đây mình ở trên đây là không có edit hết. Cái đường hoa nó hầm nó dài hơn phía miên man. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ thành lập cách đây hơn 200 năm với 5.000 loài hoa tập trung tại đó. Đúng đúng. Mấy người nghĩ nó sạch mùi đó. Sắc mùi gì chuyện bình thường à. Mình thấy nó bình thường là bình thường. Tại anh đi phân rồi thì cái hồi nãy kêu tả cái không khí lãng mạn. Không hề thấy một cái nét lãng mạn. Mọi người bị làm sao vậy? Cái khung cảnh như vậy nè. Thứ nhất không khí lạnh, thứ hai đèn sáng trời rực rỡ vậy mà nghĩ sao không lãng mạn vậy? Người chất quốc à. Muốn lãng mạn phải tắt bớt đèn đi nó mới lãng mạn. Bật sáng trưng. Cái u tối à, tâm tối nên muốn tắt đèn thôi. Nhưng mà có một điều công nhận là hồi nãy là thật sự mình bị choáng ngợp. Tôi vẫn không choáng ngợp. Tại vì thật ra lúc mà cái clip á là ở đó mọi người không có nghe rõ. Vô công viên cái là nó có nhạc du dương theo cái ấy nhạc cha tàng hoàng nha. Rồi tới một cái khu mà ở đây người ta không cho quay. Tại vì cái đó là nó là một cái khu mà nó rộng giống như sân vận động vậy đó. Mà toàn là đèn led mà ở trên đó nó trình diễn hình ảnh giống như mình chiếu phim cho mình coi vậy đó. Mà nó trình diễn về cái con Kumamo, là một cái con mà vật linh ở bên Nhật. Nó chiếu giống như là hoạt động của con Kumamo biểu diễn là chào mọi người, tất cả linh vật. Tức là cái đèn led không chỉ là cái đèn thôi mà nó còn ca chiếu cả hình ảnh âm thanh sống động ở trên đó luôn. Giống như một cái hội trường, một quảng trường á, toàn là đèn vậy. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì. Mấy rồi này quá là ganh tị rồi, không còn gì để nói nữa. Nói chung là tôi thấy bình thường lắm nhưng mà chỗ này chỗ nào giới thiệu tôi muốn tôi tới vậy. Thật ra ở đây là công viên ánh sáng mà lớn nhất của Nhật. À, lãng mạn hả? Giờ đi với có ba má không? Rất là lãng mạn. Có miễn phí không? Miễn phí luôn, rất là thích hợp cho các cặp đôi là thề nguyện yêu đương là do đây là hợp tình hợp cảnh lắm. Ở đó okay. Có một cái cầu mà khi mà người ta người Nhật người ta không đẹp hơn sao cái cầu người Nhật người ta quan niệm là khi mà chị với người tình của chị đứng lên đó mà nhìn xuống cái dòng sông ánh sáng sẽ yêu nhau trọn đời. Ôi cái chuyện đó cũng bình thường mà chắc chắn chừng là mai mốt đi Nhật là sẽ tới. Nói nghe nè, tôi nghĩ là bà cũng muốn quay trở lại với đúng người yêu của mình đúng không? Đúng rồi. Thì mình lên đi, lên lịch set up đi. Quyết định là du lịch chị thú chúng ta sẽ một lần là bao hết cả ekip một mình đi tới đó thử coi cái sự bình thường nó cỡ nào thôi. Ờ, có thế nào mà khán giả yêu cầu được không? Mọi người ơi, cho tiếp một chàng hót tay đi. Rồi, bình chọn đi. Đầu tiên là chuyến đi vượt thác của Pazo. 1, 2, 3. Thôi, tôi cứu ông một cái. Không cần.
Không cần. Biết ê, không cần. Biết tại sao không? Vì vì hai cái cây cuối cùng, cái cảnh hành động của hai cái cây cuối cùng đó. Đó. Thật ra cái chuyến đi của ông mới đặc biệt, còn chuyến đi của Thanh rất bình thường. À bình thường. Ok bình thường. Rồi, và sau đây sẽ là chuyến đi công viên Santa Ana của Sĩ Thanh và Tiếp. 1 2 3. Ôi giời sao vậy hai anh? Nói rồi. Tôi cho là tôi cho điểm cho sự bình thường. Mình là một người rất là quy tắc. Mình nói bình thường nó là bình thường chứ không phải hai ba lời nó kiểu ôi cái người kiểu gì kìa. Bạn không thích đồ anh Sang chứ không thích Hoa, nhưng mà tôi rất là thích. Đồ không có lập trường. À, không có lập trường. Ủa tần anh ba anh Hoàng là sao cho đen? Tại vì không có tôi đó. Ôi trời ơi. Rồi dù gì thì cái sự ghen tuông cũng như cái sự mà ga tô và cái thám tử đã thể hiện qua cái bảng đen của Bazo và anh Hoàng Rapper. Nhưng mà dù vậy thì Tí Ức vẫn trở thành thám tử xuất sắc nhất của tần. Xin chúc mừng Tí Ức. Chẳng qua là có cơ hội đi tới những nơi đó thôi. Wow. Mọi người ơi, cho tôi một tràng pháo tay. Yeah. Yeah. Cái chuyến mà đi Nhật vừa rồi của vậy. Thanh với lại Tiếp á, đi qua rất là nhiều địa điểm, nhưng mà bản thân mình á thì thích nhất là hai địa điểm, đó là cái làng cổ bữa Shirakawa Go với lại cái công viên Santa Ana, là một trong hai địa điểm mà Si Thanh cảm thấy đẹp nhất chuyến đi hành trình mà Si Thanh đi. Cho nên mọi người nó cũng như khán giả nên đến. Rồi xong chưa, kết thúc hành trình đi Nhật chưa? Xong rồi đó. Cảm ơn quý vị, chương trình du lịch Kỳ Thu tới đây cũng là hết thời lượng phát sóng rồi. Mong quý vị là tiếp tục theo dõi chương trình cũng như là những chuyến đi hết sức là lý thú vào tuần sau nhé, trên HTV7 vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần. Chúng tôi có một kênh YouTube là MTV Media. À, các bạn hãy lên kênh YouTube này để theo dõi lại những chương trình du lịch Kỳ Thú nhé. Rồi các bạn ơi, hãy like và trang fanpage du lịch Kỳ Thú và để lại những comment cho bọn tôi nhé. Trong những cái món này sẽ có một cục sẽ rất là cay, mà ai ăn cái chúng cái cục cay thì người đó sẽ được mặc cái bộ đồ dễ thương. Đúng cục bài mời em. Nam Trinh đừng có làm biến á, thì gặp thứ nhất gặp trai đẹp, tháo muối, thứ hai bơi nữa, khoe cơ thể, không chịu, bắt tôi không biết bơi đi. Những thám tử vui nhộn phát sóng lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.